Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Big Simon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục cũng như là tiến hóa những em Pokemon hệ băng nha. Đó. Tập hôm nay là tập về Pokemon hệ băng. Và chúng ta sẽ làm trong khả năng thôi. Đó. Chứ mình sẽ không có cố quá đâu nha các bạn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi luyện cấp trước đã. Đó, lại gặp em Rose Rain này nữa rồi. Tập trước cái tuyệt kỹ Z nó đang bị gì đó. Để coi. Tập hôm nay thành công rồi các bạn ơi. Được rồi. Sacrifice một phát nè con. Không được hả? Và nó boost cái gì các bạn à? Sacrifice một phát nữa nè. À, nó đổi qua Victory Bell hả? May đổi hả con? May đổi nè. Rồi, run thôi các bạn ơi. Hình như có con gì đó nó đã tiến hóa rồi nè các bạn. Và đây là Permite. Đó. Permite của anh nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Con này thì nó khá là rộng rãi ở bên mấy cái vùng Iceland luôn các bạn ạ. Rồi và nó lên một cái tảng băng luôn. Wow, đã vậy. Đây là Avalux các bạn ơi. Đây, cái này chúng ta có thể cởi được các bạn ơi. Wow, mà con này nó bự nhưng mà di chuyển rất là thoải mái các bạn ạ. Avalux. Đó, nhìn nó đẹp các bạn. Quá là hùng vĩ luôn. Đây là em Pokemon hệ băng đầu tiên trong tập ngày hôm nay nha. Đó, quá xịn quá xịn. Đây, Avalux. Kích thước bình thường thôi các bạn à. Kích thước nguyên mẫu. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp luôn nha các bạn. Mình còn một con nữa. Đó. Ây da, Pokemon hệ băng thì mình chỉ còn đâu đó dưới 15 con thôi các bạn à. Nên cũng rất là đơn giản cho chúng ta luôn. Ok, tiếp tục luyện cấp. Lần này thì Rose Ray nó lại kháng được từ kỹ Z nữa rồi hả? Căng vậy. Ok, Mirror Code này mình sẽ thay bằng skill thôi, đó, thay luôn các bạn ơi. Và nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Quá xịn. Lần này thì Vanillis của mình nó đang tiến hóa rồi các bạn. Xịn chưa? Một cái que kem. Một cái que kem mùa đông. Để mình coi, nó sẽ lên. Double hai que kem luôn. Wow. Que kem này mà ăn thì cực kỳ đã luôn các bạn à. Đây là Vanillus nha các bạn. Nhìn nó xịn chưa? Quá là dễ thương luôn. Trời ơi. Đó. Khá đã, khá đã. Ok, mình sẽ lấy em Celebi ra và chúng ta sẽ đi tiến hành thu phục thêm một vài em Pokemon hệ băng nha các bạn. Rồi, để mình sẽ qua cái vùng Kotaga Hill này đi. Ok, qua vùng này. Trời, nó đang tối nữa các bạn ơi. Họ cũng khá là thuận lợi để chúng ta có thể đi bắt thêm nè. Họ có em Boss Dilin nè, để mình đi qua coi thử coi. Dilin. Ây da, mày hả con? Tính chạy đâu? Mày nè, một skill là nó chết ngay các bạn à. Nó cho mình cái upgrade nè. Lúc nào cũng cho mấy cái này hết. Ok. Rồi, để mình sắp xếp cho nó hợp lý cái đội hình cái đã. Xịn nha. Trời, chỗ này nó đang bị bão tuyết các bạn à. Wow, căng thật sự luôn. Wow, nhìn tuyết rơi nè. Sợ vãi. Và đây Sneasel. Sneasel cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Wow, quá đã. Thì chúng ta coi thử nó đâu rồi. Đâu rồi em Sneasel của chúng ta. Đây các bạn ơi, một trong những con Pokemon hệ băng. Đó, và nó xuất hiện vào buổi tối tại mấy cái vùng lạnh giá đó các bạn à. Lụm nó luôn nè, Whipball nha. Đó, rất là gọn gàng luôn. Whipper. Và lần này thành công luôn nè. À, có một con Nissel khác nữa kìa các bạn. Đó, chúng ta xóa tên nó đi. Thể bộ em Pokemon hệ băng nữa rồi. Quá xịn. Ok, nó sẽ tiến hóa thành Weavile khi mà nó đeo cái Razor Claw các bạn à. Cái móng Razor. Ok, cũng được thôi. Thì cái móng Razor với lại cái răng Razor thì mình có hết rồi, nên không phải lo các bạn à. Đây, mình search cho các bạn xem. Đây, Razor Claw. Hình dáng nó như thế này. Cái này thì chúng ta có thể nhặt trong mấy cái Poké Chest á, Master Chest hoặc là Ultra Chest đều có hết nha. Quá đã luôn. Razorler. Ok, để mình search thêm tên của một vài cái con Pokemon nữa đi. Như là Mammoth Y nha các bạn. Quên. Nó spawn tại lúc bình minh và hoàng hôn. Tại cái vùng nào? Vùng Iceland. Cái vùng băng tuyết các bạn à. Đồng cỏ tuyết chứ.
Ây da, cái con hút ba của mình sao nó chuyển thành cái hình dạng thường rồi. Ui, bị một hit chết ngắt luôn. À, con Gengar này ghê quá nha. Đây là Gengar Shiny các bạn nè. Ồ, nhìn nó ghê chưa. Nó chống có một nửa trời lên mặt đất thôi, còn nửa còn lại nó chống vào cái thế giới tâm linh hay sao các bạn à. Mình nghe truyền thuyết là như vậy. Ồ, chúng ta không thể thấy cái nửa dưới của nó. Căng thật. Gengar. Ồ, xử lý hết cái vàng của Pokemon của mình rồi. Con này căng vậy. Ồ, Gengar hả? Ây da, rồi, chắc tôi phải lấy em Gengar ra mới được. Con này láo nha. Để mình lấy Gengar ra là xong liền các bạn ơi. Ồ, chỗ hụt ba nó biến hình chứ. Tự nhiên nó bị teo nhỏ lại. Để mình thử. May hả con? Rồi, chỗ này là không ổn các bạn ơi. Nó đánh mình có vẻ khá là đau. Chúng ta end battle đi. Đó. Bốc theo một phát. Rồi chúng ta sẽ đi lấy con Gengar ra nha. Đó, mình sẽ cất mấy con yếu. Lấy con Gengar ra liền. Xây ơi. Cho nó một skill. Đây. Một skill Z. Tectonic Ray. Mày hả con? Một skill nó chết luôn. Nó cho mình một cái Ray Candy hả? Khá là xịn. Wow. Đó, thêm Ray Candy các bạn ơi. Ha. Quá tuyệt vời luôn. Ok, lại bỏ qua Celebi và chúng ta tiếp tục luyện cấp cho nó chứ. Rồi, để mình search tên của một vài em Pokemon hệ băng mình chưa có nha. Để mình coi thử nào. Mình đang còn cũng kha khá. Bây giờ là còn dưới 10 con rồi nè. Hệ băng thì mình có rất là nhiều luôn. Ở đây chúng ta sẽ search tên của cái con Rolas nha các bạn. À, xóa cái dấu cách chỗ này mới được. Rolas. Đây. Để mình coi thử nó spawn ở đâu. Spawn tại mấy vùng băng giá các bạn à. Thời gian là buổi tối. Wow. Chủ yếu mấy con này spawn là buổi tối nha. Tỷ lệ spawn là 5.0. Wow, căng vậy. 5.0 là cái tỷ lệ cực kỳ thấp nha các bạn. Hồi ơi. Có thể tập hôm nay chúng ta sẽ không có được nó rồi đó. Rồi, để mình tiếp tục với con tiếp theo nha. Con tiếp theo là Ryogono. Đây nó các bạn à. Ồ, nó spawn vào buổi sáng. Cũng tại những cái vùng băng giá luôn. Wow, spawn tại buổi sáng hả? Trời ơi. Sao nó giống mấy con Vivillon vậy? Đúng không? Vivillon cũng spawn vào buổi sáng hay sao á? Trời ơi. Căng thật sự luôn. Ok, để bây giờ mình sẽ đi tìm tụi nó đi các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ đi tìm tụi nó một xíu thôi. Trời ơi. Bọn này đâu rồi? Ở đây nó có một cái trung tâm Pokemon nè các bạn à. Chúng ta vào trong coi thử nè. Trung tâm này thì nó khác tại vì nó có một cái PC nữa. Chúng ta có thể chơm cái PC ở đây được. Trời ơi. Rồi. Tất cả Pokemon đã được hồi phục rồi. Để mình cất cái PC vào cái túi kia đã. Thêm một cái PC nữa các bạn ơi. Ồ, mấy trung tâm này rất là cần thiết cho chúng ta luôn. Wow. Rồi hình như nó cũng đã sáng rồi nè. À đây đây đây. Có một con gì đây các bạn à. Đây là Biloswine. Đây là cấp 2 của con Mamoswine nha các bạn. Mình sẽ bắt con này luôn. Mặc dù con này mình có rồi, nhưng mà cái con mình có nó không thể tiến hóa lên Mamoswine được. Mình phải bắt con này để mình coi thử. Khó bắt ha. Chúng ta sẽ chuyển qua quả Heavibon thử đi. Xời ơi, Pokemon thì hạng nặng là cứ Heavibon mà xả thôi bạn ơi. Wow, cũng không thành công luôn. Căng vậy. Tiếp tục một quả Heavibon nữa đi. Wow, càng đấy. Không được là không được các bạn ơi. Có vẻ khá là cứng đầu đây. Vậy thì mình sẽ chắc chơi luôn. Thôi một quả Heavibon nữa đi các bạn ơi. Đó, chúng ta spam nhiều nhiều một xí�rồi tính. Từ từ rồi dùng Summerbone cũng được. Cho nó đau khổ từ từ. Wow, này căng quá vậy. Nó vẫn không chịu khuất phục mình các bạn ơi. Mày hả con Summerbone à. Lần này thì mày có chịu vô hay không? Summerbone. Vẫn không chịu vô luôn, căng vậy. Wow, và nó cho mình skill gì đó. Skill gì mà từ trên trời rớt xuống vậy? Wow, nghe nó hấp dẫn các bạn ơi.
có phải đúng là skill chúng ta cần tìm không? Thôi ôi, để mình coi thử nào. Để mình ráng mình bắt xong cái đã. Tiếp tục là Tamamon nha các bạn. Đó, phải cố gắng kiên trì lên thì mới được thôi. Ồ, vẫn chưa được nè. Wow, nó lại xả skill đó nữa kìa. Căng vậy. Mày hả con, Tamamon tiếp tục. Và lần này đã thành công rồi các bạn ơi. Ha ha, quá đã luôn. Rồi để mình search tên nó luôn. Be Lost Wild. Oh, bên đây có một con nữa nè. Để mình chạy qua bên đây. Chạy qua bên đây liền. Trời ơi. Đâu, nó đâu. Oh, nó đây hả? Chúng ta coi thử con Be Lost Wild này nó có gì đặc biệt không. Nó có Ancient Power các bạn ơi. Wow. Đây là skill. Oh, đây là một cái điều kiện để mà Be Lost Wild nó tiến hóa lên Mammoth Wild đấy các bạn à. Bữa giờ tôi cần. Nên là bây giờ hết cần rồi. Để mình xóa tên nó đi. May quá, cuối cùng cũng có con Be Lost Wild có Ancient Power rồi. Quá xịn các bạn ơi. Nó phải có thì nó mới tiến hóa được nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi. Bão tuyết nãy giờ nó vẫn chưa kết thúc các bạn ơi. Trời ơi, mình đi nãy giờ lạnh lắm luôn đó. Mà chưa thấy một cái mon hệ băng nào mới xuất hiện nữa. Buồn quá. À, chúng ta đi tìm một vòng nữa coi. Wow, đây là vùng Islands. Phía bên tay trái mình là vùng Island Spy nha các bạn. Oh, đây Legendary Suicune. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Và con cuối cùng trong cái bộ ba của mình. Đó, giờ nó đã xuất hiện rồi. Nhân cơ hội này thì chúng ta sẽ bắt nó luôn. Để mình lấy con Raikou ra cái đã. Lấy luôn con Charizard ra luôn các bạn ơi. Ồ, cấp 76 nè. Lấy con này ra để mà thu phục cho nó dễ. Trước mắt chúng ta sẽ câu máu trước đã. Suicune này nhìn có vẻ khá là nhỏ các bạn ơi. Nhìn con Charizard của mình nó bự chưa kìa. Wow. Nhìn con Suicune có chút ẻo à. À, chúng ta đang câu máu từ từ nè. Slash phát nữa nè. Cứ câu từ từ thôi các bạn ơi. Skill này hình như câu khá là ít máu của con Suicune nha. Suicune. Ồ, câu khá là ít máu các bạn ơi. Vậy thì càng tốt. Chúng ta sẽ câu nó xuống cái lượng máu là thấp nhất thôi. Rồi tiếp theo đó mình mới bắt cho nó dễ. Slash nó một phát nữa nè. Ồ, rồi đủ rồi. Chuyển qua con NT. Và chúng ta sẽ tiến hành bắt nó trước bằng một quả Whip Ball nha các bạn. À, nó boost xấu cho mình kìa, căng vậy. Mày hả con, cho mày một quả Whip Ball nha. Mày nè, Whip Ball. Thầy đúng như mình dự đoán. Mấy bộ Whip Ball nó không có tác dụng với mấy em Legendary này đâu. Buồn thiệt chứ. Rồi, mình sẽ tiếp tục qua những quả khác nha các bạn. Dust Ball. À, căng vậy. Wow. Đang bão tuyết thì nó cũng khá là đẹp các bạn ơi. Chắc mình sẽ spam thật là nhiều Dust Ball trước đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi chuyển qua Tamer Ball các kiểu các bạn ơi. Wow. Trời bão tuyết mà chúng ta đang gặp gỡ em Suicune nè. Liệu mình có được cái bộ ba này hay không các bạn ơi. Xem tiếp video này nha. Và nhớ ấn thích và đăng ký kênh để mà ủng hộ mình tiếp nha các bạn. Ok. Dust Ball tiếp nè. À, YouTube nó ai mà muốn nhận thông báo ra video sớm nhất từ kênh của mình á thì nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký trên YouTube nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ nhận được thông báo nó rất là nhanh luôn. Ai không ấn thì nó thông báo trễ hơn một xíu các bạn ạ. YouTube này nó bị dễ. Trời ơi. Không ổn rồi, Dust Ball nãy giờ mà vẫn chưa thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục. Mình nhiều bon mà, không có cần phải lo các bạn ơi. Mày hả con? Cho mày một nùi quả luôn, cho mày sợ luôn nha con. Wow, nó vẫn đang có máu NT rất là khủng khiếp các bạn ơi. Dust Ball tiếp tục. Cho mày chừa nha con. Phá. Không thành công rồi, căng vậy. Nó vẫn boost xấu nữa các bạn à. Dust Ball tiếp đi. Đó, nãy giờ chúng ta vẫn chưa đụng cái quả Tamer Ball nào hết nha. Từ từ cái đã, từ từ rồi đụng sao.
Rồi để mình chuyển qua em Raikou để thử đi. Kiếm một cái con nào đầy máu cái đã. Chưa nói xong nó dứt con Raikou của mình luôn, căng thật sự luôn. Tamerlan, lần này chúng ta sẽ tung bảo vật gia truyền ra. Đó. Chắc con này cũng phải thật là nhiều Tamerlan nó mới chịu vô các bạn à. Nãy giờ nó khá là cứng đầu đây. Đây, tiếp tục là Tamerlan nha. Trời, mình còn 59 quả nữa, không có gì phải lo hết các bạn ơi. Thôi, hai quả mà chưa xin nhà nó rồi đó. Cho mày quả thứ ba nè con. Tao lại sợ mày quá cơ. Wow, căng đấy. Không chịu khuất phục luôn. Tiếp tục là Tamerlan luôn nha các bạn. Rồi, trong khi đó để mình coi danh sách mình còn bao nhiêu em Pokemon nữa. À, mình còn em Delight Bird các bạn à. Đó, cái con chim Giáng sinh. Nó sẽ xuất hiện vào những vùng lạnh giá như thế này vào buổi tối. Em thứ hai là Claylie. Ồ, là cái đầu sọ băng đó các bạn à. Nó cũng xuất hiện tại vùng băng giá vào buổi tối luôn. Wow, mấy con hệ băng này nó ưa buổi tối thế nha. Con thứ ba là Rolas. Ồ, cũng xuất hiện tại vùng băng giá vào buổi tối luôn. Wow, dữ vậy. Con thứ tư là Ryogono. Ồ, nó sẽ xuất hiện tại vùng băng giá vào buổi sáng à. À, hồi nãy mình có coi rồi. Và con thứ năm là con Rotom. Ai mà biết Rotom. Ai mà biết Rotom thì nhớ comment ở phía bên dưới nha. Rotom nó có khá là nhiều dạng đó. Và Rotom thì nó có một cái dạng nữa cho cái hệ băng luôn. Trời ơi. Nhưng mà nó xuất hiện tại vùng Root Forest các bạn à. Vào giữa đêm, Midnight. Wow, căng đấy. Chúng ta chỉ còn 5 con nữa thôi các bạn à. 5 con của mình hệ băng mà không phải là huyền thoại hay là huyền ảo gì cả. Trời ơi, có vẻ là hơi khó trong tập này rồi. Theo như mình search nãy giờ là chỉ số của xuất hiện của tụi nó là rất là hiếm các bạn ơi. Ôi ôi, con nào cũng hiếm như vậy thì biết bao giờ nó mới xuất hiện cho tôi. Thôi, quay trở lại với em Suicune nữa các bạn ơi. Nãy giờ spam rất là nhiều mấy cái Tamerlan mà nó vẫn chưa chịu vô nè. Wow, cái con Wynub kia nó tính đánh mình hay gì đó. Nó cứ lẹn vẹn như này nè. Tiếp tục là một quả Tamerlan nữa nha các bạn. À, cái con Rappy à, nó chạy tới rồi. Căng vậy. Ây da, Tamerlan tiếp tục nha các bạn. Nãy giờ chúng ta mới có 15 quả đúng không? Rồi, quăng hết 15 quả Tamerlan rồi đó. Tiếp tục cho mày một quả nữa nha con. Tiếp tục là Tamerlan anh em ơi. Cẩu lên mới được. Con Suicune này tuy nhỏ nhưng mà nó rất là có vỏ luôn. Nó không chịu khuất phục. Rồi, tiếp tục một quả nữa đi. Wow. Và Raikou của mình đã bị hạ ngục luôn rồi. Mình sẽ chuyển qua em NT đi. Căng quá. Mày nè con, Tamerlan nè. Và lần này, yes, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được Suicune rồi. À, mấy con này. À, con Rappy tới thách đấu mình. Con Swinub cũng vậy. Đó. Và mình đã đạt được hai thành tựu mới các bạn ơi. Đó chính là Water Beat và Collector gì đó mà mình đọc không kịp nữa. Ok, để mình coi cái bộ ba đây các bạn à. Cuối cùng thì mình cũng đã đủ được cái bộ ba rồi. Đây, bộ ba Suicune, Raikou và NT nha các bạn. Suicune này kích thước run. Ui trời ơi, kích thước run là kích thước rất là nhỏ các bạn à. Hình như là nhỏ nhất luôn đó. Trời ơi, hèn chi. Hèn gì, trời ơi. Bạn thấy không, sự tăng trưởng về kích thước. Trong khi đó là con NT là kích thước to nhất đó các bạn. Đó, quá xịn luôn. Ai, tập hôm nay còn gì tuyệt hơn nữa. Trời ơi. À, để mình chuyển dạng của con Deoxys luôn nha các bạn. Các bạn hỏi tập trước làm sao mình chuyển dạng. Thì con Deoxys á, khi mình bắt á, thì nó có sẵn trong người là một cái Meteorite rồi. Tức là một cái thiên thạch. Ngoài ra thiên thạch đó các bạn cũng có thể chế tạo từ Moonton nè, Moonton Shard và Endstone. Cần bấm chuột phải vào con Deoxys là chúng ta có thể chuyển dạng được rồi. Nó có 4 dạng. Dạng Normal, dạng Speed, dạng Defense và dạng Attack nha các bạn. Đó, quá đơn giản luôn.
Wow, thời gian bây giờ đang là 1.007 hả? Chắc là buổi sáng rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra biển các bạn ơi. Trời ơi. Đi ra biển cái coi. Ây da. Con thuyền này, con thuyền này. Trời nó sắp bình minh các bạn ơi. Và đây là thời điểm để mấy con Lavrash xuất hiện. Mấy con Plarat á thì đợt giờ mình tìm rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa may mắn nó gặp được. Ôi ôi, khá là buồn. Nhân lúc trời bình minh thì chúng ta sẽ đi vòng vòng và thử tụi nó có xuất hiện quanh đây không. Labras, tụi mày đâu rồi? Ui, phải bay thấp thấp vào mặt nước để coi các bạn à. Mình sợ bay cao quá nó không có đủ để spawn được đó. Labras, trời ơi vẫn chưa có các bạn ơi. Nãy giờ vẫn chưa có em Pokemon hệ băng nào mới nữa. Đâu rồi? Có con nào mới nữa không? Wow. Nó khá là yên tĩnh anh em à. Ôi tự nhiên mình bỏ cái con hút ba chỗ này vậy. Mình rớt xuống con nào cũng không hay luôn. Trời ơi. Lầy thật sự. Trời ơi, vùng Ocean và Deep Ocean. Vào thời điểm là bình minh và hoàng hôn thì con Larvae nó sẽ xuất hiện nha các bạn. À, đây đây đây, cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn. Chỉnh chưa, Whipple nó liền. Chờ mày biết bao nhiêu tập rồi đó. Cuối cùng thì con Pokemon yêu thích của một vài bạn nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Đây Lavras. Nó nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình sẽ dùng quả Dive Ball nha. Dive Ball. Đây là quả cầu dùng để bắt những Pokemon đang ở trong nước các bạn ạ. Chưa thành công nè. Chúng ta dùng lại quả nữa đi. Tiếp tục là Dive Ball. Quá xịn quá xịn. Dive Ball tiếp tục. Và lần này yes. Thêm một em Pokemon hệ băng nữa rồi đó các bạn. Nó vừa là hệ băng vừa là hệ nước hay sao á. Theo mình nhớ là vậy. Hoặc có thể là không. Đây, để nó đi vào bờ cái đã. Quá xịn luôn, để mình xóa tên nó đi. Lavras. Thêm một em Pokemon nữa rồi. Nãy giờ thì trời nó mưa các bạn ạ. Và mình vẫn chưa gặp một em Pokemon hệ băng đâu cả. Chắc mình sẽ đi về cái hội quán và mình tiến hành tiến hóa mấy em này luôn đi nha. Đó, ở đây chúng ta sẽ có hai con để mà tiến hóa. Đó chính là con đâu rồi? Đây Sneasel và Pyloswine. Pyloswine thì nó có Ancient Power rồi. Còn con Sneasel này chúng ta sẽ cần một cái Razor Claw, cái móng đó, cái móng này nè. Đeo vào như vậy nó mới được nha các bạn. Ok, tiến hành tiến hóa luôn nha. Lại vào lâm mình là con. Trời ơi, hấp dẫn. Cho mẹ ăn một tuyệt kỹ Z nè con. Sacrifice. Wow, hình như có con gì tiến hóa các bạn ơi. Rồi, chúng ta run để xem thử nè. Ở đây thì con Nisso của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Wow. Nhìn khá là xịn các bạn ơi. Để mình coi thử tiến hóa lên nó sẽ ra hình dáng như thế nào đây. Chà là nó như đeo cái quẹt ở trên đầu vậy. Đây là Weavile nha các bạn. Wow, nhìn khác hẳn ngay. Rất xinh. Trời, nó chạy đi đâu rồi? Để mình bỏ con khác vào đi. Bỏ con Mesprit vào. Đó. Và con tiếp theo của mình là Pyloswine các bạn. Con này thì như mình nói nó phải có cái skill, đó chính là Ancient Power. Sức mạnh cổ đại thì nó mới tiến hóa được. Đợt trước mình có bắt một con nhưng mà nó không có skill đó. Rồi. Và lần này thì con này nó lên cấp rồi nè các bạn ơi. Đó. Pyloswine lên cấp rồi nè. Ây da. 5 plus bên này con. Tưởng không được nữa chứ. Rồi, Pyloswine. Wow. Con này nhìn nó lông láo quá vậy. Nó có hai cái ngà hay là hai cái gì trước miệng rồi các bạn ơi. Wow. Và đây là Mamoswine nha các bạn. Thôi thôi.
làm giống voi mammoth vậy, nhưng mà hơi bị mập nha. Wow, em này thì tròn nè các bạn ơi. Và cái ngà nó rất là to luôn. Rất to và rất cong. Đó, có ancient power nè. Ok, rồi, thì em có anh thầy băng nữa rồi. Thì mấy em còn lại để mình sẽ cố gắng mình truy tìm nó nha các bạn. Trời ơi, hy vọng là thành công. Nãy giờ thì không có kết quả nào hết các bạn ơi. Trời ơi, khá là đáng buồn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mình chỉ còn thiếu 5 con Pokemon hệ băng trong tập này nữa thôi. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông ở bên cạnh nút đăng ký để mà nhận thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Bye bye.